Chào tất cả anh em nhé. Lâu lắm nay lại làm video đi chơi pachinko. Hôm nay thì tầm 5:35 đi làm về. Trong túi còn tầm được khoảng 7 sen. Đi vào đầu tư kiếm tiền đổ xăng vậy. Anh em xem video hãy like và xin cho mình một cái đăng ký kênh nhá, ủng hộ mình nhá. Kênh của mình sắp được tính tiền rồi mà còn thiếu mất tầm được khoảng 80 người nữa mà chưa được tính tiền. Làm đâu phết à. Chơi pachinko là đây mình đang đi xe thì vừa chưa đến chỗ quán mới ra đến nửa đường thôi. Chơi pachinko này nói chung là cũng may rủi thôi. Có hôm chọn được máy thì ngồi ăn được lãi tầm 1.5 hoặc tầm 1 căng căng thì 2 mà mình không ngồi lâu được, ngồi lâu đau lưng lắm. Anh em là khỏe mà chọn được cái máy nào ngon ấy, cày từ sáng đến tối chắc phải kiếm được vài man. Cái máy nào nó hút thì chẳng chưa biết được, cứ xem tần số mới cả đánh, cảm thấy nó khoai khoai quá thì thôi đổi máy cũng được. Nhưng mình thì mình ít khi đổi máy lắm. Nhưng mà chơi mà tầm được khoảng mất tầm khoảng 5 sen vào cái máy đấy mà không thấy nó ra cái quả cherry ấy, là mình mới cả nó không ra nho mấy là mình cũng bố trí là mình cũng nghỉ đổi máy. Cái ra cái cherry này nó rất chi hay, cục cho cơ hội để mình ăn ra gầu gầu. Mà nó nhả nho nhiều thì nó cái máy nhả nho nhiều thì nó tỷ lệ nó mình mất tiền xu ít đi. Là mình vẫn ngồi được, ngồi khi nào chờ đến ra gầu thì thôi. Tốt nhất là anh em ăn non thì còn cơ hội, còn có tiền để lâu, chứ ăn dày một đồ ăn tham quá hay bị tuấn lắm. Mà đang ăn tầm khoảng tầm 1 hay hơn 1 ấy. Mà thấy là máy hút thì thôi bố trí nghỉ cũng được. Không nên tham quá xong lúc thua lại gỡ lại, không biết là gỡ được không hay mất mẹ số tiền mình vừa lãi rồi. Nhiều khi là cũng thấy tích tiếc là đã rút thêm tiền. Nhiều lúc mình đánh lãi 1 rồi đấy, xong mình chơi cái máy đoạn nó hút xong là cứ đánh nên đến lúc nó hút lên hết cả tiền trong sàng, mình lấy thêm tiền xong là nó cũng không ra nữa, thì là cùng thua mẹ mất tầm hơn 1-2 thôi, là cứ lãi 1 ăn non đi về được, chơi ăn chắc. Và anh em mình đây là mình theo kinh nghiệm của mình thôi. Còn lúc nào mà thỉnh thoảng mình cũng chơi cái máy Havana ấy, mà nhiều khi mãi chơi quá cũng chẳng muốn quay video, cũng lãi được tầm 2-3 hoặc khi lãi 5 ấy, nhưng mà có lúc nó hút lên tầm 1.000 thì cũng vỡ mồm. Nên phải có vốn nhiều, chơi là cầm tầm vốn không nhiều là không chơi được. Nhưng mình cầm tầm được khoảng cầm được khoảng 7 sen này thì mình chỉ đánh những cái máy nào nó chắc chắn là sắp lỗ nhanh ấy. Nó tỷ lệ máy nó đánh tầm khoảng 300 đến 350 ấy. Mình thấy tần số đẹp thì bây giờ mình ngồi gõ tí xong lỗ mình lãi một ít xong mình về, chứ mình không tham thố gì. Mọi người ăn non thì chắc là được. Mọi người hãy đợi mình vào xem và chơi xong là xem kênh của mình nhá. Bây giờ mình sẽ vào, gần tới nơi rồi. Đi từ công ty đến chỗ pachinko là cũng mất tầm khoảng 5 phút ô tô. Mà cái tầm này đường đi về giờ hành chính, giờ đi về là nó hay tắc đường. Chơi pachinko mà cày được con ô tô thì ngon nhỉ. Anh em nào mà thấy mấy anh em trên Tokyo nhiều chỗ quán nó nhả nhiều lãi tầm mấy 20 ấy. Mình ở khu này nó nhả ít lắm, mấy cái máy ở nông thôn này nó khách nó chơi ít, nhưng mà cái Uriage cái tiền lãi của nó ít ấy. Nó không cho ăn nhiều đâu, ăn giỏi tầm 1.5-2 đồng à. 2 là ngày là cuối tuần mà nó nhả nhiều chắc nữa thì 5 thôi, chứ không có nhiều mấy đâu. Mình thấy ít người ăn lắm. Ôi, và phải làm chai nước uống cho tỉnh người ấy, không đi làm về mệt, chưa uống ăn uống cái gì nó đói là gõ cũng mất hết năng lượng. Cái gì cái có thực vật đạo phải ăn đã.
Thank you.
không? We'll be right back.
50 cho này. À. Thank you.
ha. Đầu tư 5 sen vào lãi được 5 sen. Ra đổi đổi sen lấy tiền. Trong quán Pachinko cái đó thì có bánh kẹo, bia rượu rồi. Mình cắt kiểu không đặt. Cầm cái này ra cái chỗ một phòng tầm này vác ra phòng này nhá. Phòng view cái này. Bác kia vào ăn năm sữa. Đây của mình đây, ra phòng này đổi đây. Lãi được 5 sen 400 nhân. Để đưa vào có tiền rồi. 400 uống nước. Lại có tiền còn về. Chào mọi người nhá. Cuối cùng thì cũng lãi được, đánh án lãi được tầm 7 sen đấy. Nhưng mà đánh cố lớp 100, nhưng 100 cho nó có lỗ nó không. Nhưng nó không lỗ thôi. Thôi được một man rồi nè. Man này là ngon rồi. Ra lấy xe đi về thôi. Xe của mình đâu? Bíp. Đấy, xe của mình đấy. Đỏ chót. Thôi đi về. Ôi mệt quá rồi. Kiếm tiền không khó nhưng mất tiền cũng nhanh. Rồi về rồi. Nói chuyện mọi người tí nha. Thực ra cầm 7 sen vào nhưng mà đầu tư có mỗi 5 sen, mình thấy cái máy nó có tần số đẹp. Rồi cố gõ gõ nó hút với 5 sen rồi có đúng sen cuối cùng nó lỗ. Sen cuối cùng nó lỗ mà nó lỗ ren toàn đỏ đỏ một con nhỏ. Mà sau chắc là nó sẽ hút lại một ít. Thôi nhưng mình ăn non đi về. Cầm tiền đi về chứ chắc ăn. Tiền đấy. Đấy, tranh thủ kiếm được tí không? Đấy. À, mọi người nhìn này, một man cầm 7 sen vào nhưng mà lãi được thu cầm là được man 2 thì trừ 7 sen lãi 5 sen mới đóng tiền lẻ nữa. Ngoài trời là ấm rồi, không mất là may rồi, non đi về đây. Tiền không có, kiếm tiền khó khăn lắm bây giờ, cầm cái này về là ăn chắc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like nhá, để kênh mình nhanh được kiếm tiền. Cái kẹo này mau về ăn. Chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Bye bye.